Hello, xin chào mọi người. Mình lại là Khôi Đồ Audio đây. Hôm nay mình lại muốn làm một cái tip này để gửi đến mọi người. Ok, tip ngày hôm nay là sẽ làm thế nào để cho một cái beat có sẵn của mình nghe nó căng cực hơn, nghe nó đã hơn, mạnh hơn và rộng hơn. Ok, rồi bây giờ ở đây mình đã có một cái beat Giáng sinh, một cái project Giáng sinh của team Vibro làm trong mùa Giáng sinh vừa rồi. Bây giờ mình nghe thử qua cái beat gốc nghe xem nó như thế nào hen. Beat đã nghe rất là hay rồi, nhưng bây giờ mình sẽ thử tìm xem có cách nào để mà làm cho nghe nó đã hơn không. Ở đây thì mình sẽ có một cái tip này. Bây giờ việc đầu tiên mình làm là mình sẽ duplicate nó ra. Mình duplicate nó ra, tạo nó ra hai cái track mới. Thì đây mình đã tạo sẵn ra hai cái rồi. Thì với các chương trình khác nó là chế độ clone track, hay là mình tạo ra hai track mới xong mình copy cái ở trên xuống. Đó, mình đã có hai cái track. Thì mỗi cái track này nó sẽ làm một cái nhiệm vụ riêng. Cái đầu tiên mình sẽ xử lý ở phần tần số thấp, cho nên mình đặt tên nó là low. Đây. Rồi và cái track thứ hai mình sẽ xử lý phần tần số cao, nên mặc tên là high. Ok. Rồi, xong vô cái phần low thì mình sẽ low, mình sẽ high cut nó, tức là giữ lại phần low, giữ lại phần low từ tần số 110 trở xuống. Nó là tiếng kick và tiếng bass. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái kick và cái bass này nghe nó lực hơn, nghe nó gấu hơn. Sau khi mình giữ lại phần này rồi, mình bỏ vào một cái plugin saturation để tạo lên cái độ vỡ nhẹ cho cái tiếng kick và tiếng bass này. Ok. Sau đó mình sẽ nén nó lại bằng cái plugin CLA76. Đây là một loại fat compressor. Thì cái đặc tính của loại compressor này nghe nó sẽ cứng và nó có cái độ sắc riêng của nó. Ok, bây giờ mình nghe thử xem cái plugin nó đang làm gì nha. Cái track này nghe nó như thế nào. Đó, ok không? Ok ha. Sau đó bây giờ mình sẽ pha cái này vô cái track chính để âm lượng nhỏ xong mình pha lên. Đó, cho đến khi mình cảm thấy là cái độ mạnh của cái beat nó vừa đủ. Rồi, kế đến mình sẽ bắt đầu mình làm tiếp vào cái phần của cái track 2, cái track cao. Thì mình sẽ làm là mình sẽ cũng sẽ low cut, mình giữ lại đúng ở cái phần tần số kia nhưng mà ngược lại mình giữ lại phần cao ha. Sau đó mình bỏ vào một cái plugin làm rộng là bên này, Stereo Tool, cái mà mình đã chỉ các bạn lần hôm trước. Thì mình sẽ làm rộng nó ra một tí, bây giờ nghe nó sẽ rộng ra hai bên. Sau đó mình sẽ cũng tiếp tục nén nó lại bằng cái plugin Hacom của Wave. Để, bởi vì cái đặc tính của Hacom là nghe khi mà nó nén vô nghe cái âm thanh nghe nó bự ra. Nghe thử ha, nghe thử trước và sau này. Ok không? Sau đó mình cũng pha nó vô hai cái thằng kia. Đó, bây giờ mình đã có một cái beat nghe nó rộng và bự hơn so với cái beat ban đầu. Bây giờ mình nghe mình so sánh giữa trước và sau ha. Không có hai cái thằng mình làm nè. Và bây giờ là có nè. Đây, ok, đây là cái tip mà hôm nay mình chia sẻ cho mọi người để làm sao cho cái beat của mình hay là một cái bản file stereo của mình nghe nó đã hơn bằng một số cách sáng tạo ra. Thì đây cũng có thể đây là một cái tip mastering luôn, nếu như mà mình làm mastering bằng cách này cho những cái bài Vina House hay là remix hay là EDM gì đó cũng được. Đôi khi mình sẽ dùng cái này để làm lên cái beat và sau đó mix vocal theo để cho cái beat nghe nó hấp dẫn hơn so với cái beat ban đầu. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của mình và cái video này. Nếu các bạn cảm thấy cái nội dung của kênh mình thú vị thì hãy subscribe để theo dõi tiếp các video sau. Và nếu thích thì share giùm mình cái video này nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn ở tip lần sau.